Hi, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sun Gym, một kênh chuyên chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về kiếm tiền online, tiền điện tử và các thủ thuật hữu ích. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được những video mới nhất kênh Sun Gym nha. Cảm ơn các bạn. Tình hình là tôi thấy rất nhiều bạn sử dụng Facebook từ lâu rồi, nhưng mà giữa họ với tên hiển thị trên Facebook lại bị đảo lộn tùm lum. Ví dụ tên chính xác là Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, thì lại bị đảo lộn thành Dũng Nguyễn Tấn chẳng hạn, kiểu như vậy. Đối với một số tên thì bị đảo ngược đi cũng không vấn đề gì cả, đọc vẫn xuôi mồm thuận mồm. Nhưng mà nhiều tên ấy bị đảo lộn như vậy chẳng ra làm sao cả. Ví dụ có anh bạn tên là Phạm Nguyên Đồng chẳng hạn thì lại bị đảo thành Nguyên Đồng Phạm, đó chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà rất nhiều bạn lại không biết làm như thế nào để đảo lại cho đúng, cho nên là tôi đã làm video ngắn gọn này để hướng dẫn cho các bạn. Ok, cực kỳ đơn giản thôi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm trên cả máy tính và điện thoại nhé. Đối với bạn nào sử dụng máy tính thì hãy làm như sau. Các bạn để ý nhé, hiện tại của tôi là Sơn Tần, có nghĩa là đang bị đảo lộn nhầm rồi. Tên của tôi là Tần Sơn và nó đang đảo lộn nhầm. Tôi muốn đảo lại thì sẽ làm như sau. Các bạn nhấn vào cái biểu tượng hình tam giác ở góc phải phía trên màn hình. Rồi các bạn chọn vào mục cài đặt. Rồi ở phần cài đặt chung này các bạn sẽ thấy một mục là tên ở đây. Các bạn hãy nhấn vào chỉnh sửa. Và sẽ chỉnh sửa ở đây nhé. Ở đây không phải là thay đổi họ tên các bạn nhé, mà chỉ là thay đổi thứ tự tên mà thôi. Do vậy các bạn hãy nhấn vào thay đổi thứ tự tên. Rồi hệ thống sẽ cho các bạn, hệ thống sẽ sắp xếp giữa họ và tên. Nếu có cả đệm thì sẽ có sắp xếp theo cả đệm nữa. Các bạn muốn hiển thị như thế nào thì chọn vào cái đấy nhé. Ví dụ hiện tại của tôi là Sơn Tần, nhưng mà tên đúng của tôi là Tần Sơn thì tôi sẽ chọn vào Tần Sơn. Đó, sau đó nhập mật khẩu và nhấn lưu lại là xong. Rồi, như vậy là thành công rồi, kiểm tra các bạn nhé. Đó, bây giờ đã đảo lộn thành công rồi, đảo lại thành công rồi, Tần Sơn. Rồi, ok, rất là đơn giản thôi. Đối với bạn nào sử dụng điện thoại thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng ba dấu gạch ngang ở đây. Rồi các bạn tìm đến mục cài đặt và quyền riêng tư đây. Sau đó các bạn chọn vào mục cài đặt. Rồi các bạn nhấn vào mục thông tin cá nhân. Tiếp theo cũng tương tự, các bạn nhấn vào tên ở đây. Rồi tương tự thôi, các bạn nhấn vào thay đổi thứ tự tên ở đây. Sau đó các bạn lựa chọn tên mà các bạn muốn nó hiển thị, tức là cách sắp xếp mà các bạn muốn sử dụng. Ví dụ ở đây tôi muốn nó hiển thị là Sơn Tần thì tôi sẽ chọn vào đây, muốn hiển thị là Tần Sơn thì chọn vào đây. Đó, sau đó cũng tương tự, điền mật khẩu rồi nhấn lưu thay đổi là xong. Ok, như vậy thôi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.